Rồi nha mọi người, hôm nay Hữu Pháp đi săn với mẫu ná HP của Pháp nha mọi người. Cái này là mẫu riêng của Pháp luôn, chạc 7.5 nha. Chạc 7.5, đầu chạc là 20 nha mọi người. Đây đường cảnh 20 diện của cái ná nè mọi người. Rồi, thôi mọi người theo dõi hành trình đi săn của Hữu Pháp nha mọi người. Let's go nha. Chết, gất cục cụm nha anh em, tải hết. Chết, gất cục cụm nha anh em, tải hết, tải gưỡng kìa. Gất, gọi gất giữa sông luôn anh em. Chết luôn rồi trời. Gất giữa sông luôn anh em ơi. Ôi. Để mình lên kia mình đón đầu nó lụm. Ngay đầu. Trời ơi. Không làm khó nhau nữa. Ngay đầu anh em. Có ong như thế đây. Cái kinh kề vớt. Chăng cái ong nữa. Được đâu rồi. Ok. Nó đẩy cho nó gì nữa. Ôi rắc nè. Trời ơi. Cái đầu. Rồi, gì cho chắc ăn anh em ơi. Rồi lắm. Rồi đừng có ong nữa trời. Mình cứ dặn anh em ơi. Cây gì kìa kìa. Cây. Trời ơi, quá chó nè. Kéo con ghé lục bệnh nó vô luôn nữa. Đây em khu dặn nha anh em. Mà thật tiếp nha.
lụm. Trời ơi trời. Con gì cái nào? Té. Rất nhạt. Rất đâu rồi? Rất đâu rồi trời? Rất nhạt anh em. Rất thôi. Rất nhạt anh em. Để dốc xuống mà. Rớt con dạc anh em. Hơi lại đâu rồi? À, nhìn cho nhiêu nó rớt xuống trời. Ôi, 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 đây, đây, đây. Đây, em ơi. Té. Té. Ơi. À, anh em, trúng rồi anh em. Ơi. Rồi, anh em ơi, pháp dạy nha anh em. Nay đúng là một ngày xui của Pháp luôn anh em. À, mới đi vô mình chạy vô rừng dẹt cho săn á mọi người. Trên đường chạy vô là bắn được con cua cơm. Bắn cái nó rớt giữa sông á mọi người. Cái ghe chạy qua chạy lại cái nó tấp tấp. Cái tới Pháp lội ra để ý ngay chân cái đám lục bình đó. Lội ra luôn mà không có mọi người. Công sức lội ra luôn ướt mình luôn mà lục bình. Bút như mấy đi vô cái rừng dẹt bắn mọi người. Nó bắn được một con dẹt. À, nha mọi người. Dưới một con đang bay Pháp bắn trúng luôn mà nó không rớt. Pháp lụm được một con dạt, Pháp để ở đầu vườn đó. Rồi Pháp gịnh, cái nó bay về cuối vườn mọi người. Cái Pháp vô gịnh. Đi lại đằng kia, cái hồi Pháp đảo lại sao mất tiêu con dạt luôn mọi người. Không hiểu sao luôn. Pháp bắn nó gãy cánh rồi. Rồi gớt xuống Pháp bắn bò vô viên nghiên cổ nữa. Hay trúng cổ, tưởng nó chết, im gu mọi người. Rồi để đó. Thì không biết chó hay là mình thấy cũng có mấy con chó đó. Rồi hay là không biết nó tỉnh vậy, nó chạy vô lúa cao không mất tiêu luôn mọi người. Là chó tha không biết nữa. Rồi đây còn có hai con cua vằn luôn mọi người, quay mắc cỡ luôn mọi người. Trời ơi nấy xui. Đây mẫu ná mới của Pháp nha mọi người. Trời Pháp kiếm cả tiếng hồ luôn không được, không gặp con dạc thôi nữa mọi người. Đây mẫu ná mới của Pháp nha, mẫu ná bê của Pháp nha, tên hụt Pháp luôn đó mọi người. Thôi mọi người thấy video của Pháp hay cho Pháp xin một like và một đăng ký kênh mọi người.